Tận dụng cái kia. Anh Minh có đề cập là AR đã chốt 2/3, trả một cây còn lợi nhuận 44%. Đó anh chị, nhà đầu tư chốt ở cây sàn và vẫn còn 44%. Và anh chị biết là cái vị thế nếu mà chúng ta làm chuẩn ngay từ đầu thì nó rất là dễ. Khó cái là chúng ta làm sai thôi. Chúng ta làm chuẩn nó dễ. Mà ở trên thị trường bây giờ, ví dụ là thị trường nó không chỉnh được tiếp anh, thì nếu mà đề cập những cái câu chuyện như này có lẽ là thứ nhất là anh chị không nghe, anh chị cũng thấy là nó rất là sàn, bởi vì anh chị cứ mua là có lãi mà, thì câu chuyện là cũng chả có ai để ý cả. Nhưng mà cái câu chuyện là nếu mà xét trên một góc độ tổng thể anh chị, thì nếu mà anh chị có một góc độ gọi là nó giống như kiểu như chúng ta đi đường thẳng và đường vắng, đường thẳng đường vắng đi cao tốc thì chúng ta phải đi 120, nhưng mà chúng ta đi ở đường quốc lộ bình thường mà nhiều xe cộ, nhiều đấy thì chúng ta chỉ đi được 50 thôi. Thì lúc thì chúng ta gọi là đánh mạnh tài khoản, lúc thì chúng ta đánh nhẹ tài khoản, nó mang theo cái dữ liệu của thị trường như vậy. Đây bây giờ anh chị đang đề cập đến câu chuyện HHV có điểm vào không này anh chị này? HHV bây giờ điểm vào thì nó khó như gì? Đấy anh chị giải thật đấy anh chị, cái nhà đầu tư mua ở những thời điểm của 22, nếu cùng lắm thì mua ở 23. Thế bây giờ anh chị cứ đẩy anh chị mua 25 hay 6 thì nó khó, thật sự là nó sẽ khó. Nhưng mà giữ ổn, có nghĩa là giữ thì giữ ổn, nhưng bản thân thì câu chuyện nó thành và là nó hơi quá một chút. Chỉ tùy vào cái mức độ chất lượng rủi ro của anh chị. Tay to lại to rồi, thật ra là không biết là anh chị còn nhớ cái buổi live stream ngay gần đây của thứ tư em có đề cập với anh chị không? Có nghĩa là những cái trạng thái như kiểu năm nay ấy, thật ra là anh chị chỉ cần đánh chuẩn thôi thì lợi nhuận của anh chị trong năm nay nó rất là lớn. Vậy thì bây giờ anh chị có muốn gọi là đánh một cái trạng thái gắt, gọi là đánh một cái trạng thái gắt của cổ phiếu ở cái trạng thái cuối năm này không anh chị? Đánh cả cuối năm rồi cũng phải có nhịp nghỉ đấy. Thế là những trạng thái cuối năm này bảo là dòng tiền nó đổ mạnh và để đánh thị trường ấy quá thấp ấy, thì nó nhiều khả năng nó hơi khó, nhưng bảo là nó được lực lề, nó để tìm kiếm, nó tăng đều đều, nó chờ một cái sideway thì có nhiều khả năng là tương đối dễ. Bởi thật ra là thời điểm bây giờ bảo tiền đi đâu cũng khó. Nhiều anh chị hỏi đề cập những câu thì em thấy là anh chị thời gian với em là phân tích kỹ thuật thì em không có cái trạng thái gọi là bảo là cầm mặc định là cầm 1 hay 2 tháng hoặc là 3 tháng có được hay không, và được hay không thì phải dựa trên cái nền tảng và dựa trên cái biểu hiện cụ thể của cổ phiếu mà nó vẫn giữ lề giữ kênh thì về anh chị lắm đến cuối năm hoặc là sang năm cũng được. Nhưng việc mà cổ phiếu nó gãy lề nó vào bán cũng rất là tinh giá luôn thì chỉ mai ngày kia là bán thôi. Đó là cái em theo là theo phân tích kỹ thuật là nó sẽ khác so với cái định hướng ban đầu của anh chị là như vậy. Tổng kết lại thì cái quan điểm của em về cái thị trường thì nói chung là em nghĩ là cái thời điểm này thì anh chị cũng không cần phải quá lo lắng, bởi vì chúng ta có cái điểm này là 40 và cái điểm kênh giá 1400. Nên là chốt lại với anh chị thì nếu mà sang đây một kịch bản gọi là hành động luôn, kịch bản hành động cụ thể luôn, nếu mà sang phiên thứ hai đầu tuần, nếu mà thị trường giảm sốc, có nghĩa là giảm luôn và cửa phát giảm luôn khoảng 20 điểm,
Thank you.